Mến chào anh em đã quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ rồi đi nhật của Thiện Phú. Ngày hôm nay Thiện Phú về được 32 mẫu sản phẩm nha anh em. Và Thiện Phú sẽ review từng mẫu sản phẩm từ con số 1 cho đến con số 32. Anh em theo dõi và chọn lựa cho mình mẫu yêu thích nhất nhé. Và nếu mà chọn được mẫu thì anh em gọi trực tiếp qua hai số điện thoại 0328212121 và số thứ hai là 0788563333 nha. Hoặc là nhắn tin qua Zalo. Con này là đồng hồ mẫu số đầu tiên thôi, lại là mẫu số 1 nha anh em. Con này là hiệu Fubo Design, nằm trong cái hộp gỗ luôn nha. Hộp gỗ. Con này chạy cửa tự động. Rất mới luôn nha anh em. Còn táp bên trong. Hộp gỗ rất là xịn sò luôn. Con này mặt màu trắng nha anh em, mặt trắng nè, toàn thân được làm bằng thép đúc không rỉ. Lỗ cơ trước rất là đẹp luôn và kim nhung xanh. 12 cột số là 12 cột số la mã nha anh em. Con này núm zin, mặt sau là đáy SS, lỗ cơ sau chạy máy Miyota 21 chân kính. Con này dây khóa vẫn còn nguyên zin luôn cho anh em. Khóa nguyên zin này, khóa gặp bướm. Vậy. Khóa bướm nha. Dây thì dây zin luôn rồi. Mặt trong thì nó hơi xuống như này, nhưng mà mặt ngoài thì đẹp nha, ngoài thì đẹp, dây khóa nguyên zin trong như thế này, mặt ngoài này và con đẹp. Con này sẽ mặc size 42 nha anh em, con này size 42. Fubo Design, thương hiệu của Nhật Bản nha anh em. Con này mẫu số 1 có giá là 1.980.000. 1.980.000 mẫu số 1. Qua mẫu số 2 nha anh em. Mẫu số 2 là một chiếc đồng hồ hiệu là Tommy. Tommy con này còn cái mặt này chia xé xin lông nha, cái mặt mặt này nè, chia sẻ silicon luôn nè, rất là mới luôn nha nè, như trong hãng mới ra luôn, chỉ có thiếu cái hộp thôi. Con này chạy cơ tự động. Con này thì không lỗ cơ sau nha. Tommy hai figure chạy cơ tự động, nó để mặt sau đáy SS. Toàn thân là bằng thép đúc nha, mặt màu xanh, dây lụa. Con này xe mặt là size 44 nha anh em, xe mặt 44, xe mặt 44 phù hợp với anh nam cổ tay tầm 18, đeo đẹp 18, 19 nha, 17 rưỡi đổ len, 17 rưỡi đổ len là đeo rất là đẹp, mặt xanh nha anh em. Mẫu số 2 có giá là 1.980.000 luôn. Tommy 2 figure chạy máy cơ tự động của Nhật Bản. Qua mẫu số 3 nha. Mẫu số 3 là một chiếc đồng hồ hiệu là Lobo. Một chiếc đồng hồ Lobo chạy cơ tự động. Con này hôm trước như Thiện Phú cũng có bán một chiếc đồng hồ như màu y chang như luôn. Máy vàng nha. Và cái niềng bên ngoài này, anh em nhìn kỹ là cái niềng là màu, nó màu trắng và được trắng men lên, nó có khảm sơ cừ nha, khảm sơ cừ trắng nha anh em. Và cái chỗ này nó màu này, màu cam niềng khía, toàn thân được mạ vàng hồng lo bo. Mặt sau lỗ cơ sau chạy máy vàng rất là mới nha anh em. Toàn thân được mạ làm bằng thép đúc, nhưng mà mạ vàng hồng, vỏ của nó là vỏ thép đúc nha. Dây khóa rất là mới luôn. Con này không có hộp thôi chứ nó rất là mới nha anh em. Nhìn cái dây mặt bên trong rất là sạch sẽ. Đầu da 22 nha. Con này độ mới rất là cao, độ mới 99% nha anh em. Độ mới con này tới 99%. Xe mặt là size 41 nha.
lên tay rất đẹp luôn. Con này mẫu số 3 nha. Mẫu số 3 có giá là 1.980. 12 cột số đính giống như 12 viên kim cương nha. Zoom gần cái mặt lại này. Zoom cho anh em thấy viên đá, những viên đá nha. Form này anh em rất là thích luôn. Hôm trước thì Phú có lên một con như cái màu, cái form như con này. Nhưng mà cái dây thì không mới bằng con này đâu. Con này mới hơn. Con này Thiện Phú đang bán với giá là 1.980 nha. 1.980 luôn. Qua mẫu số 4. Mẫu số 4 là một chiếc đồng hồ hiệu là Galaxy nha nè. Galaxy bản trăng sao, chạy 20 chân kính. Con này chạy cơ tự động, chạy 2 kim và nó có lịch thượng góc này. Núm bí ngô và nó có một cái núm chìm ở đây nữa. Còn thân là bằng thép đúc và mặt sau lụa cơ sau. Con này dây khóa nguyên zin. Dây chốt khóa nguyên zin. Nó chỉ chạy 2 kim thôi nha anh em. Cái kim bên này là nó chạy 24 giờ. Xe mặt là size 43. 4 chân da là size 51. Con này mẫu số 4 nha, có giá là 1.900.000. Qua mẫu số 5. Mẫu số 5 là một chiếc đồng hồ hiệu là Fubo Design, mặt đen nha. Mặt đen kim của chiếc đồng hồ được kim phút và kim giờ, nó có dạ quang nha anh em. Và nó trang bị kim xăng. Con này có kim xăng tích cốt này này. 40 giờ. Cái kim bên này là chỉ thị lịch ngày nha anh em, có 31 ngày đây. Khi mình lên kim xăng thì mình lên như thế này thì nó lên nha, chỉ thị báo xăng, hoặc là mình lắc thì nó lên nha. Mặt sau lỗ cơ sau máy nhìn rất là chắc luôn. Con này xe mặt 40 và 4 chân dây là size 46 nha. 46. Lên tay nha anh em. Con này mẫu số 5 có giá là 1.980.000. Dây của nó thì mặt bên ngoài này rất là đẹp nha, mặt này rất đẹp luôn. Mặt trong thì nhìn cái màu nó hơi, cái màu nó như này, màu hơi sậm sậm như này. Mặt trong này, mặt ngoài này rất đẹp luôn nha, cái mặt này rất đẹp. Mặt trong thì nó sậm xuống màu. Nhưng mà dây rất là tốt nha anh em. Dây này như dây zin của nó luôn đó. Con này mẫu số 5 nha. Mẫu số 5 có giá là 1.980.000. Qua mẫu số 6 nha anh em. Mẫu số 6 là một chiếc đồng hồ hiệu là Zozo Armani nha. Con này Zozo Armani. Con này con sổ nha. Sổ sách, sổ thẻ này. Sổ thẻ của chiếc đồng hồ Zozo Armani. Con này mua mới 98.000 yên nha nè. 98 lần. Con này mua mới này, 98.000 yên. Mặt màu trắng nha anh em, mặt màu trắng kim xanh. Con này chạy cơ tự động. Góc 12 giờ có một ô cơ du lịch. Toàn thân là bằng thép đúc nha, cầm rất là đầm tay luôn. Lỗ cơ sau, con này chạy máy cơ tự động.
và xe mặt là size 41, hơn 41 một xíu nha, có hỗ trợ cốt phụ, chỉ 3 cốt 6 kim, tại nó kịch bấm nha, lịch thượng. Con này còn một mắt dây nha, một mắt dây kèm theo, một mắt dây kèm theo này, lụa cơ sau, lụa cơ sau, dán cái này mà nó dính sau này. Dính mặt sau thôi nha chứ không có gì nha. Mình lấy keo, mình lấy cái móng tay mình cạo ra nha nè. Con này mẫu số 6 nha. Mẫu số 6 có giá là 1.780.000. Con này 1.780.000. Qua mẫu số 7. Mẫu số 7 là một chiếc đồng hồ hiệu là Orange. Orange lịch vạn niên nha anh em. Con này Orange lịch vạn niên phải. Con này là chạy cơ tự động nha anh em. Con này chạy cơ tự động. Mặt màu đen và niềng vàng để mi, thì mi vàng nha. Con này nó có một cái núm ở đây để chỉnh cái vòng bên ngoài nha. Vòng này. Lịch. Bấm này thì nó nhảy lịch vòng trong nha anh em. Còn lịch đây nữa. Con này nó có núm xúc ốc nha anh em, chống nước này, núm xúc ốc chống nước. Chỉnh lịch, lịch này lịch chỉnh xe nhanh nha anh em. Núm xúc ốc. Mặt sau này. Mặt sau của nó, cái nắp sau của nó giống như là làm bằng chất liệu titanium. Diện rất là chắc luôn. Con này xe mặt 43 nha anh em. Xe mặt 43 và bốn cái chân dây của nó là size 48. Kim kim phúc và kim giờ có dạ quang nha anh em. Con này để tìm phú quay cái dây nha, dây này. Chạy cơ tự động. Chính hãng của Orange. Con này mẫu số 7 nha, có giá là 2.380.000. 2.380.000 nhưng mà anh em chú ý cái dây nó còn ngắn nha. Nó còn ngắn. À cái này có thể là tháo ra đây, mình dời cái mắt này qua đây được hai mắt nữa nha, hai cái chỗ này nữa. Qua đây nữa, từ đây qua đây. Thì cái vòng tay này khoảng 17.5. 17.5. Con này mẫu số 7 nha, có giá là 2.380.000. Qua mẫu số 8. Mẫu số 8 là một chiếc đồng hồ hiệu là Sonnet Houri full hợp. Sonnet Houri nha anh em, con này niềng đính đá rất đẹp luôn, chạy ba cốt bên này mà một cốt bên này, để nó bấm cốt bên này nó nhảy kim bên này nha. Này thì nó chạy lịch bên trên, con này thì chạy lịch bên dưới đây. Tất cả đều hoạt động bình thường hết. Con này xe mặt là size 44. Có hỗ trợ cốt phụ luôn. Con này tất cả được làm bằng thép đúc và được mạ bằng hồng. Dây. Dây bằng hồng nó kết hợp với dây cao su nha. Cái cọc này bằng hồng. Mặt sau lộ cơ sau. Chạy máy... con này chạy máy nó giống như máy Turbo Design luôn á. Cơ tự động nha anh em, rất là đẹp luôn. Size 44. Con này mẫu số 8 nha. Chạy cơ tự động, máy của Nhật. Chạy cái máy giống như máy Full Design luôn. Con này mẫu số 8 có giá là 1.880.000.
qua mẫu số 9 nha. Mẫu số 9 là một chiếc đồng hồ hiệu là Rossetti. Con này này, con này lộ cơ, không phải lộ cơ mà lộ máy nha. Lộ lọt quan sát, mình nhìn thấy bên phía sau luôn. Con này là máy pin cho nên chạy máy pin. Toàn thân là bằng thép đúc luôn, cầm cũng đầm tay. Rossetti. Mặt sau. Con này mẫu size 40.5, mẫu số 9, có giá là 1.180.000. Lên tay cho anh em coi này, đẹp chưa, hiếm gặp nha anh em, con này hiếm gặp. Còn tay còn rộng, rất là mới luôn. Qua mẫu số 10. Mẫu số 10 là một chiếc đồng hồ hiệu là Samaton Maria. Con này chạy 3 cốt 6 kim, toàn thân được mạ vàng, mạ vàng hồng nha. Rất là nhiều kim luôn. Có từ lịch thứ và lịch ngày. Mặt sau này. Con này này, con này chạy máy pin Nhật nha anh em. 3 cốt số kim. Size 44. Con này mẫu số 10 có giá là 1.380.000. Chạy máy pin Nhật. Và mẫu số 11. Mẫu 11 là một chiếc đồng hồ hiệu Diesel. Đây để chống nước 10 bát nhưng mà thì cũng không bao nước nha. Mặt màu xanh dương. Có một cái vòng lịch trên này này. Chạy này. Có một cái kim màu vàng nha. Con này xem mặt là size 45.5. Chân 46 nha. Và bốn cái chân da là size 49. Mặt sau là đáy S có hình người, cái đầu ông người, dây khóa nguyên zin. Con này mẫu số 11 có giá là 1.180.000. Qua mẫu số 12, con này là một chiếc đồng hồ Rep Tiger nha, siêu phẩm ngày hôm nay. Rep Tiger siêu phẩm nha. Con này chạy cơ tự động nha anh em, thiết kế rất đẹp luôn. Và con này trang bị kính Sapphire nguyên khối. Máy đẹp chưa anh em? Cực kỳ đẹp nha anh em. Đeo con này rất là chắc luôn. Con này búa vàng rất đẹp nha anh em. Máy rất là chắc. Chạy 24 chân kính. Size mặt là size 42.5. 42.5. Dây chốt khóa nguyên zin. Con này độ mới khá cao, mới 97%. Con này nó có một nấm chỉnh giờ như là trên này nữa nha này. Tokyo trên giờ thế giới thì phải. Này. Hồng Kông này, Bangkok, Karachi, Dubai, Moscow này. Paris, London này. Núm có hình chữ R nha nè. Rất là đẹp luôn. Bộ máy chất kinh khủng. Con này mẫu số 12. Lên tay cho anh em đây chứ. Lên tay này.
Con này mẫu số 12 này, có giá là 3.580.000. Qua mẫu số 13 nha. Mẫu số 13, con này hiệu là Daunian Daulat. Còn hợp luôn. Cái form của nó rất đẹp nha, cái form này hiếm gặp. Con này chạy cơ tự động, lộ cơ trước, mặt màu xám. Toàn thân được mạ vàng. Mặt sau này. Mặt sau lộ cơ sau. Máy rất là chắc luôn. Dây silicon nha. Lớp da và bên trong là silicon. Chạy cơ tự động, con này chạy cơ tự động, chạy máy máy của Nhật nha. Xe mặt là size 42. Bốn cái chân dây này là size 54. Có cái form này rất là nhiều anh nam thích cái size này. Con này mẫu số 13. Mẫu số 13 có giá là 2.280.000. Qua mẫu số 14 nha. Mẫu 14 là một chiếc đồng hồ hiệu là Orobenco, chạy pin kim trôi nha anh em. Con này chạy pin kim trôi, mặt xanh. 3 cốt 6 kim. Con này chạy 3 cốt 5 kim. Mặt xanh, form rất đẹp. Tất cả đều là bằng thép đúc. Xe mặt là size 36 và bốn cái chân dây là size 49. Mặt sau nha anh em, 1996. Có rất nhiều chữ số Eurobenco mặt sau. Con này mẫu số 14. Dây này. Mẫu số 14 có giá là 1.280.000. Chạy máy pin kim trôi. Qua mẫu số 15. Mẫu số 15 là một chiếc đồng hồ hiệu là Samaton Maria. Thật ra là cái chiếc đồng hồ này nó không có hộp như này. Nó nằm tự nhiên, nó nằm trong cái hộp này. Không phải hộp của nó, không phải hộp hộp của nó nha. Hiệu này hiệu khác này. Và nó nằm trong một cái hộp hiệu khác. Con này Samaton Maria mới can luôn. Xe mặt là size 42 nha. Toàn thân được mạ vàng hồng. Mặt đen và trên cái nền cái mặt đen. Chạy 3 cốt 6 kim. Màu vàng hồng và nằm trên cái nền đen. Con này tất cả còn nguyên zin cho em. Dây chốt khóa nguyên zin. Dây này. Chập chìm thương hiệu rất đẹp. Mới can luôn nha, mới 100% luôn. Con này mẫu số 15, con giá là 1.380.000. Còn mẫu số 16 nha. Mã 16 là một chiếc đồng hồ hiệu Michael Kors. Con này chạy 3 cốt 6 kim, mặt trắng. Toàn thân được mạ vàng. Xe mặt là size 44. Michael Kors nha. Toàn thân là bằng thép đúc và được mạ vàng. Michael Kors, con này mua mới cũng tầm 5 đến 7 triệu gì đó. Chạy máy pin nha anh em. Con này mẫu số 16 có giá là 1.380.000.
qua mẫu số 17. Mẫu 17 là một chiếc đồng hồ hiệu Technot. Technot toàn thân được làm bằng đá ceramic và tính sapphire nha. Con này mới lắm. Mặt sau chia sẻ siêu nylon luôn. Chỉ có thiếu cái hộp thôi, rất là mới luôn. Dây rất là dài nha, dây chưa cắt luôn. Con này sẽ mặc lại size 28 nha. Và chiều dài của nó là size 37. Lên tay cho anh em xem. Đẹp chưa đẹp? Rất đẹp nha, góc 12 giờ đến 2 viên đá và góc 6 giờ có 1 viên. Con này mẫu số 17 có giá là 1,5 triệu. Vòng tay còn rất là rộng nha. Độ mới 99%. Qua mẫu số 18. Mẫu số 18 là một chiếc đồng hồ của Nhật. Nó làm 4 viên, 4 góc, 4 viên đá nha. Mặt lụa vàng. Dây lụa. Có cái sọc từ trên đây. Sọc xuống đây. Chạy máy bên Nhật. Con này mẫu số 18 có giá là 680.000, size mặt 30 nha. Size 30. Qua mẫu số 19. Mẫu 19 là một chiếc đồng hồ Vicari. Con này hiệu Vicari, chạy chronograph chống nước 50m, nó để chống nước 50m. Chạy 3 cốt 6 kim cho anh em. Mặt đen. Con này size 34 nha. Size 34 và 4 cái chân dây này là size 46. Chạy máy bên Nhật. Trên tay. Con này là size 1951. Chạy chronograph. Cái dây của nó là dây CD design nha anh em. Con này mẫu số 19 có giá là 980.000. Qua mẫu số 20 là một chiếc đồng hồ Seiko chạy 2,5 kim. Con này chạy cơ cót nha nè. Con này chạy cơ cót 2,5 kim. Size mặt là size 22 nha. 22 và 4 chân dây là size 33. Con này nó là dây radio nha. Cái dây con này dây radio. Dây Rano mặt sau này, đáy SS. Chạy cơ cốt nha nè. Con này mẫu số 20 có giá là 550. Còn mẫu số 21. 21 là một chiếc đồng hồ hiệu Seiko chạy 2,5 kim. Con này cọc số là mã nha. Và con này thì dây cũng còn nguyên zin luôn. Dây rất là xịn. Dây khóa nguyên zin. Con này dây khóa còn nguyên zin nha. Xe mặt là size 30. Hơn 30 một chút nha. Con này mẫu số 21 có giá là 680. Và mẫu số 22 nha. Mẫu 22 là một chiếc đồng hồ hiệu Seiko 3 ngọn nến. Seiko 3 ngọn nến này, rất là mỏng nha. Con này dây khóa vẫn còn nguyên zin luôn cho nên. Dây nguyên zin này. Khóa nguyên zin.
Size mặt là size 32 nha. Bốn cái chân dây là size 37. Con này mẫu số 22 có giá là 700. Qua mẫu số 23 nha. 23 là một chiếc đồng hồ nó làm giống như bằng đá nha, nó rất là nặng luôn, như bằng đá thì phải. Rất nặng. Mặt sau này. Thương hiệu của Italy. Chạy máy Nhật. Nó là bằng đá nha nè. Rất là nặng luôn. Xe mặt là size 31. Và cái này là size 37. Nó làm dấu hình quả trứng nha. Con này mẫu số 23 có giá là 608. Qua mẫu số 24 là một chiếc bạc đúc nha, bạc đúc 925. Chạy hai kim cho đây. Con này chạy hai kim. Mặt sau này 925. Dây nó là dây nó gần hư rồi. Chạy zinc cho em. Chạy zinc. Con này mẫu số 24 có giá 608. Bạc đúc. Xe 32. Qua mẫu số 25. 25 là một chiếc đồng hồ hiệu là Sydney. Mặt xanh nha đẹp, mặt xanh có kẻ sọc rơi xuống. Con này dây vẫn còn rất là mới nha nè. Dây rất là mới. Nói chung cái dây rất mới lắm. Khóa cũng khóa nguyên zin nha. Khóa nguyên zin. Mặt rất là đẹp. Cọc số màu cam nha. Cọc số nó màu cam nhìn rất là nổi luôn. Size mặt là size 40.5. Cái chân dây là size 53 nha. Con này là rất là to rồi. Con này mẫu số 25 có giá 950. Và mẫu số 26 con này chạy máy bên Nhật. Hiệu là Forlock. Mặt nó như này, mặt như này. Dây của nó như này. Dây nguyên zin nha. Dây da nhìn nó rất là xịn nè. Dây da này dây da bò thật thì phải. Con này chạy máy pin cho em. Con này xe mặt 40, mẫu số 26 có giá là 700. Và mẫu số 27. Mẫu 27. Con này thơm tăng. Xe mặt là size 34. Bốn chân dây là size 48 nha. Con này chạy máy pin Nhật. Lắp ráp tại China. Con này mẫu số 27 có giá là 550. Và mẫu số 28 hiệu Kenzo. Kenzo. Con này Kenzo làm bằng bạc. Con này chạy máy pin nha em. Chạy máy pin mạ vàng. Bằng bạc mạ vàng. Xe mặt là size 325. Xe mặt 25. Con này mẫu số 28 có giá là 1.2 triệu. Chạy máy pin dây
với bên Nhật. Đó là bằng bạc nha. Và được mã bạc. Qua số 29. Mẫu 29 là một chiếc đồng hồ hiệu là Givenchy dành cho nữ. Con này máy pin Thụy Sĩ. Xe mặt là size 20 a à, 17 à, size 17. Đo ra đây luôn thì size 37. Mặt xanh nha đẹp, chạy 2 kim. Máy pin Thụy Sĩ. Con này bọc vàng. Con này mẫu số 29, có giá là 1.3 triệu. Qua mẫu số 30. Một cái kiềng nha. Một cái kiềng vàng. Trên này có đính đá ruby. Chạy máy pin, con này chạy 2 kim. Nhưng chạy máy pin giật nha. Mở ra thì mở chỗ này nha. Đeo vô thì mình lại như này. Con này mẫu số 30, có giá là 880.000. Qua mẫu số 31. Đây là một chiếc đồng hồ. Của hãng kính nè ta. Có cái kính nè. Con này chạy 3 cốt 6 kim. Mặt màu trắng nha đẹp. Con này mặt màu trắng, trắng tinh luôn. Mặt sau đây. Con này chạy máy pin Nhật. Xe mặt là size 45. 4 cái chân dây là size 50.51, 51 luôn. Con này mẫu số 31 nha. Mẫu số 31 có giá là 1.1 triệu. Qua mẫu số 32. Con đó hiếm gặp nha em. 32 là hiệu US. Con hợp. Con mắt thừa nha. 3 mắt thừa. Con này đính đá rất đẹp nha em, đính đá cực đẹp luôn. Đính niền và đính 20 này nữa. Bên trong mặt số cũng có đính luôn. Con này toàn thân được mạ vàng hồng. Chạy máy pin Nhật. Xe mặt 36 nha. 36 lên tay rất đẹp. Con này mẫu số 32, có giá là 1.180.000. Và video đến đây đã kết thúc. Anh em thích mẫu sản phẩm nào thì gọi trực tiếp cho Tiền Phú hoặc là nhắn tin qua Zalo nha. Bye bye anh em.